Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Đồ Nhật Thanh Huyền. Buổi tối hôm nay thì Đồ Nhật Thanh Huyền lại giới thiệu tới các bác một cặp lục bình nha các bác. Một cặp lục bình với cái màu chủ đạo là màu vàng cam này. Các cái đường nét thì có những cái đường nét đây là vẽ tay nha các bác. Đó, có những phần xước các bác nhìn rõ không ạ? Đó. Phần nổi nổi này. Với nội dung chủ đạo là đôi chim phụng hoàng. Đôi chim phụng hoàng và hoa đó. Và kích thước của hai cái em này thì thế nào? Kích thước là cao 36 cm, đường kính miệng là 11,5 cm, đường kính thân là 57 cm, và đường kính đáy này là 10,5 cm nha các bác. Là đo tay nên sẽ có sai số một vài cm nha các bác. Đây đường kính miệng này 11,5 cm, sắp sẽ quay kỹ cho các bác nhìn luôn. Bên trong là màu trắng hết nhé. Đó, một tay cầm như thế này này. Chúng ta sẽ xem rõ các chi tiết luôn. Đó, hoa này, có những phần đắp nổi luôn. Chim này, bướm này. Đó, rất là công phu luôn đó các bác ạ. Phần này là nổi hết nhé. Kể cả tại những cái bông hoa to này cũng có những phần mà vẽ tay là nó đắp nổi lên các bác ạ. Đó, những phần này nổi lên này. Thật ra thì quay video thì các bác sẽ không nhìn thấy rõ được tất cả các chi tiết nhỏ. Nếu mà bác nào mà có thời gian ấy, thì mời các bác đến shop xem trực tiếp luôn thì thấy rõ hơn nữa cái vẻ đẹp của cái cặp lục bình này. Đó các bác thấy không ạ? Cái phần mà tay shop đang sờ vào đây. Đó là cái phần này đắp nổi lên nhá. Họ vẽ nổi luôn á, vẽ tay ấy. Cực kỳ là công phu luôn, rất là tỉ mỉ, cực kỳ là tinh tế các bác thấy không ạ? Nhắc đến chim phượng hoàng thì nó thể hiện ra sự may mắn rồi. Tất cả những đức tính tốt nhất thì sẽ được ở trên cái loài chim phượng hoàng này. Đó. Và giá của một cặp này là 2.200.000 đồng nha các bác. 2.200.000 đồng luôn, là bán cả cặp. Nếu mà mua lẻ thì giá sẽ khác nhá. Gốm sứ Nhật Bản, men Nhật Bản. Ok, rồi. Nếu bác nào thấy ưng cái đôi lục bình này thì xin mời các bác liên hệ với Đồ Nhật Thanh Huyền qua số điện thoại 0936811346 hoặc 0901218555. Đồ Nhật Thanh Huyền hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.